chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Đánh giá nhanh mô tô Honda Super R250 ER209 với mức giá từ 191 triệu đồng, đúng tim phải mạnh. Cái chiếc Honda Super R250 ER209 là một cái dòng mô tô cỡ nhỏ nhưng có một cách thiết kế xe đua đậm cái chất thể thao in hằng trên từng chi tiết khiến cho mạnh và rất hứng khởi. Cái sự xuất hiện của cái chiếc Honda Super R250 ER209 gần đây tại thị trường Đông Nam Á đang nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng thuộc phân khúc chơi mô tô cỡ nhỏ. Và tại Thái Lan, cái mẫu xe này được chế tạo xe đánh giá là một cái dòng xe thể thao mạnh mẽ, hấp dẫn nhất thuộc phân khúc là 250cc. Honda Super R250 ER209 có một thiết kế thể thao hấp dẫn ở mọi cái chiều kích. Xe được lắp ráp tại Nhật Bản và đảm bảo đúng cái chất lượng và vật liệu chân mượt. Mặt trước của xe có cái đèn pha LED hai lớp độc đáo, được phân tách làm hai phần đèn pha chính và đèn chạy ngày DLS cùng chiếc mặt nạ thể thao. Cái chiếc Honda Super R250 ER209 được xếp vào một cái dòng xe thuộc cái mẫu Racing Replicer, cái bản sau của xe đua chính hiệu. Cái mẫu xe này được nhập khẩu từ bên Nhật Bản về và thiết kế với công nghệ của dòng mô tô đường đua và có mức giá bán khởi điểm tại bên Thái Lan rơi khoảng là 2.400 tương đương là 249.000 bạc, khoảng là 191 triệu Việt Nam đồng. Các chi tiết thiết kế trên xe thấy rõ được cái độ cơ bắp thể thao với những cái khối nổi rõ nét đầy nam tính. Kiểm soát của xe là bộ phận phanh tay lái đặt trên một cái bộ giảm sóc thể thao hoàn toàn mới. Cản xe có thiết kế là đua cùng hệ thống khí lọc chủ động cùng với hốc thông khí ở cái cản bên giúp làm mát tối đa cho phần động cơ. Đồng hồ của xe lọc cái được số LCD hoàn toàn mới với công nghệ Master Plus áp dụng cho xe đua. Đi cùng với đó là hệ thống đo tốc độ, nút báo đèn xi nhan, đèn cảnh báo, các chế độ lái, mức tiêu hao nhiên liệu và nhiệt độ động cơ. Khung gầm chùm được thiết kế với sự hỗ trợ với công nghệ lọc phân tích kỹ thuật bằng máy tính, tạo ra cái trọng lượng xe là khá hoàn hảo 188 kg. Và đây là cận cảnh bình xăng của xe. Yên ngồi xe tách đôi tạo ra cái sự phân tách rõ chỗ ngồi sau, trong khi phía sau có một cái hốc thông gió giúp cho xe cân bằng tốt hơn khi chạy tốc độ cao. Đèn hậu là LED hai lớp thiết kế cái kiểu là boomerang giống như là hình chữ V. Thiết kế yếm quay tạo thành một lớp bảo vệ cho cái gầm động cơ. Cận cảnh đèn pha LED. Về mặt sức mạnh thì cái chiếc Super R250 ER209 miễn chê với trang bị có động cơ xăng đôi DOC dung tích là 249cc, 4 van làm mát bằng nước, có đường kính hành trình piston 62 nhân cho 41.3mm, đạt cái tỷ số nén 11.5:1, đi cùng với đó hộp số 6 cấp. Cái khối động cơ này có khả năng hoạt động cho một công suất đầu ra tối đa là 38 lực, tại vòng tua là 12.500 vòng/phút và một cái moment sức chạy 23.3 Nm tại vòng tua là 11.000 vòng/phút. Trong đó xe có tới 3 chế độ lái bao gồm Comfort, thoải mái, Sport, thể thao và Sport cộng, thể thao cộng. Xe còn có thêm hệ thống bướm ga thông minh giúp cho xe phản ga, giúp cho xe phản ứng ga là cực kỳ nhạy trong mọi tình huống. Và ở chế độ lái Comfort, xe sẽ cung cấp khả năng vận hành là chơi mượt. Chế độ này phù hợp cho cái chiếc Super R250 ER209 chạy ở những cung đường đông đúc, thậm chí ngay cả những ở cung đường có điều kiện làm ướt chân mượt. Và đây là cận cảnh tay lái và những nút điều khiển bên trái của xe. Trong khi chế độ Sport giúp cho xe vận hành nhiều phân khích hơn, còn chế độ Sport cộng mạnh mẽ nhất đem lại những trải nghiệm được cực kỳ thú vị cho lái xe. Và đây là cận cảnh thanh tay lái và những nút điều khiển bên phải của xe. Cận cảnh mặt đồng hồ của xe. Hệ thống động cơ được nâng đỡ bởi cái khung gầm và hệ thống treo rất là mẻ. Trong đó hệ thống treo của chiếc Super R250 ER209 bao gồm cái giảm sóc trước lội đảo chiều từ Suwa cỡ là 37mm,
và một cái giảm sút đơn Rolin ở phía sau có 5 mức điều chỉnh với những cánh tay trục bằng nhôm trọng lượng nhẹ. Cận cảnh cái bộ ống xả đôi hàng khủng. Hãm tốc cơ xe là một cái bộ phận phanh đĩa bán nổi 310mm piston đơn loại Nissin. Phanh sau cũng là loại nhưng có trang bị gắn ABS, hệ thống chống bó cành, một cái hệ thống chống bó cứng phanh. Đi cùng đó là một cái bộ lốp Dunlop cỡ là 110/70 N7 có bánh ở trước và 110/70 N7 cho bánh sau. Honda Super R210 R209 thật sự là mẫu xe thể thao lý tưởng cho những tay lái mới bắt đầu chơi mô tô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, subscribe.